Chào quý vị và các bạn. Sau hơn 500 video và trong đó có hơn 400 video về luật thì tôi nghiệm ra được một vấn đề. Khách hàng của chương trình Dân ta phải biết luật ta là tất cả mọi tầng lớp ở xã hội. Và dĩ nhiên trong những cái thăng trầm vui có, buồn có. Tuy nhiên rằng là tôi vẫn giữ cái chất, cái đầu lạnh và trái tim nóng, đó là bản chất của cái nghề. Thưa quý vị và các bạn, nói như vậy cũng có nghĩa rằng là một niềm vui khi được một lời khen và những cái suy nghĩ, những cái trăn trở khi bắt gặp một cái sự comment nào đó. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi trả lời cho một độc giả của chương trình. Tôi cũng không biết rằng là anh hay là chị, xin phép được gọi là quý vị. Cảm ơn luật sư, xin luật sư tư vấn giúp tôi về việc này. Gia đình bác có 6 người con. Các con đã về đủ ra giấy chuyển thừa kế cho bác ấy rồi. Giờ bên địa chính đang làm thủ tục sổ đỏ cho bác ấy. Vậy thời điểm này bác ấy muốn tôi đặt cọc ngôi nhà của bác ấy một nửa số tiền. Vậy tôi xin hỏi luật sư là có rủi ro lớn hay không ạ? Số tiền còn lại khi nào bác ấy có sổ đỏ sang tên cho tôi thì trả nốt bác ấy. Xin cảm ơn luật sư. Xin cảm ơn quý độc giả đã rất là tin tưởng ở văn phòng luật sư chúng tôi. Như là một cái trả lời online, như trả lời offline vậy, như là đến văn phòng luật sư. Thì chúng ta sẽ đặt giả thuyết như thế này, quý độc giả, chúng ta sẽ đặt giả thuyết thứ nhất rằng là đây là một cái quá trình khai nhận di sản thừa kế của một ông A. Khi ông A vợ ông chết thì theo quy định của pháp luật, tại thời điểm phát sinh thừa kế thì ông A đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì theo hàng thừa kế thì 1/2 tài sản sẽ là của vợ ông A và 1/2 tài sản là của ông A. Theo cái dữ liệu mà quý độc giả đưa cho tôi rằng các con của bác ấy đã ký chuyển quyền thừa kế cho bác ấy rồi, thì tôi cũng không rõ là nó nằm trong cái giai đoạn như thế nào. Tuy nhiên thì ta tạm xuyên suốt xem là quá trình khai nhận di sản thừa kế của người chết để lại. Thì quá trình khai nhận di sản thừa kế thì mình sẽ hiểu nôm na như thế này. Khi có một người chết thì vợ của bác gái chết đó, thì sẽ một nửa tài sản là của bác trai, một nửa tài sản của bác gái, chia đều cho bác trai và 6 người con. Vậy như vậy 1/2 tài sản của bác gái sẽ được chia đều cho 7 phần. Các con của bác gái và bác trai đều hưởng một quý người bằng một suất thừa kế là 1/14. Quý vị nha. Như vậy trong trường hợp này có hai tình huống xảy ra. Thứ nhất, nếu chúng ta xác lập cái hợp đồng đặt cọc thì chúng ta sẽ yêu cầu tất cả những người con gồm 6 người con của họ, 6 người con của bác đó và bác đó cùng ký trong cái hợp đồng đặt cọc. Vì do tin tưởng, vì do cái nhu cầu cần sử dụng tiền mà bác trai này muốn độc giả đặt cọc để nhận mua số tiền này, để mượn mua cái bất động sản này. Cái thứ hai nữa rằng nếu trong trường hợp không có cái giấy đặt cọc, không có tất cả các con của người thừa kế thì sẽ làm cái quy trình là 6 người con sẽ từ chối nhận di sản thừa kế. Và lúc đó thì trước cái thời điểm mà ra sổ thì như vậy thì bác trai sẽ toàn quyền định đoạt cái tài sản này. Đây là hai cái vấn đề mà sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những cái rủi ro. Tôi xin trả lời quý độc giả lại
hai cái vấn đề mà luật sư cho rằng nó sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những cái rủi ro. Ví dụ khi hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2018 thì tất cả đang trong cái quá trình làm hồ sơ giấy tờ nhà đất, thì 6 người con của bác trai kia đã từ chối nhận di sản thừa kế. Thì ngày hôm nay chúng ta xác lập cái hợp đồng đặt cọc với bác trai, chúng ta ổn. Vì tại thời điểm này 6 người con của bác trai đã từ chối nhận di sản thừa kế, thì hợp đồng đặt cọc chủ thể vẫn là bác trai, không bị rủi ro. Chúng ta có thể chờ cái quá trình khai nhận di sản thừa kế, có thể là trên dưới 1 tháng đó, niêm yết rồi tất tần tật những cái quá trình đó. Thứ hai, nếu trong trường hợp tôi cũng không rõ là các con, 6 người con của bác ấy đã về đủ và ký giấy thừa kế, thì trong trường hợp này có hai dạng. Thứ nhất là giấy đã ký trên cái hồ sơ phòng công chứng là thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, trong đó các người con này nhận hoặc từ chối và tặng cho lại cái phần di sản mà đáng lẽ 6 người con này được hưởng. Và từ cái quá trình mà khai nhận ký thỏa thuận khai nhận phân chia di sản thừa kế để sang qua thuế, qua sang qua quá trình sang tên đăng bộ thì nó sẽ thuận lợi hơn. Và như vậy thì tôi cũng đã trả lời xong. Nếu như trong trường hợp không có hai cái trường hợp, thứ nhất là từ chối di sản thừa kế, cái thứ hai rằng là sau cái thời điểm mà đã ký văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế ở phòng công chứng, thì cái việc mình nhận, mình ký cái hợp đồng đặt cọc thì rất là thận trọng để tránh những cái trường hợp cái hợp đồng đặt cọc này vô hiệu. Và quý vị và các bạn biết rồi, hợp đồng vô hiệu thì nó sẽ phát sinh tiền của người nào trả về người đó, mệt mỏi lắm. Xin cảm ơn quý vị độc giả đã tin tưởng ở văn phòng chúng tôi. Thật ra trong một video không thể tóm hết tất cả những vấn đề, tuy nhiên cũng giống như cái việc tư vấn offline tại văn phòng luật sư chúng tôi gửi đến cho quý vị và các bạn thông điệp chính xác và chắc nhất. Trong video chúng tôi cũng có những cái quy trình về hướng dẫn khai nhận di sản thừa kế. Nếu quý vị và các bạn, các anh chị nào có quan tâm thì chúng ta có thể có một cái chút phí để mình xem cái hướng dẫn khai nhận di sản thừa kế, để chúng ta biết thêm những cái quy định của pháp luật, mà đặc biệt dân ta mình phải biết tới luật ta. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.